con nên làm gì để giữ vững quy y? Về cái này thì mời sư Đại Đức Tuệ Tương sẽ nêu quan điểm của mình. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì câu hỏi này là vị này hỏi là con quy Tam Bảo phạm năm giới thì có mất quy không, và con nên làm gì để giữ vững quy vậy? Thì ở đây là sư tạm gọi là một câu hỏi lớn có hai câu hỏi nhỏ này ha. Cái vế sư xin phân tích cái vế đầu tiên ha, là con quy Tam Bảo phạm năm giới thì có mất quy không ạ? Thì cái người hỏi ở đây là nói về cái trường hợp mà mất quy y. Thì thưa quý vị, khi mà nói là mất quy y á, đã nó mất quy y nha, mất quy y á thì có hai cái trường hợp lớn. Trong hai trường hợp là chơi lớn ở đó, là trong một trường hợp nhỏ thì nó có nhiều cái trường hợp nhỏ nữa. Thì bây giờ á, nếu mà nói mất quy y á, là có hai siêu sinh phân tích trước khía cạnh mà gọi là thế nào mất quy y và thế nào không mất quy y. Khi mà nói á, là có trường hợp á, thật sự là có những cái trường hợp gọi là không mất quy y, thưa quý vị, là gọi là quy y siêu thế đó. Quy y siêu thế là những trường hợp nào? Là giống như trường hợp mà các vị thánh đó, khi mà đặc biệt là vị thánh như thánh các vị thánh dự lưu đó, khi mà đắc cái tầng thánh đó, đúng không? Và cũng thời điểm đó là nương tựa Phật pháp tăng, thì cái đó là quy y vĩnh viễn, cho nên là không có bị đứt, đúng không? Còn riêng phàm phu chúng ta thì có đức, có hai trường hợp đức. Đức như thế nào? Trường hợp đức gọi là một trường hợp đức đáng chê trách và trường hợp đức không không đáng chê trách. Trường hợp đức đáng chê trách là như thế nào? Xin lỗi quý vị nha, tôi sẽ nói trường hợp đáng đức không đáng chê trách trước, tại vì trường hợp đó nó ngắn. Trường hợp đức đức mà không đáng bị chê trách là cái trường hợp là mình luôn có niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Quý vị nghe rõ nghe, luôn có niềm tin nơi Phật pháp tăng đến khi trong một kiếp này đến khi thân hoại mạng chung, đến khi mình chết, đến khi mình kết thúc kiếp sống này. Thì trong tài liệu ngài pháp á, ngài có nói rõ là khi đây sư xin đọc rõ, tại vì nói tinh thần nó có sách, nó có chứng. Thì trong thì ngài có nói rõ là số người cận sự nam cận sự nữ đã quy Tam Bảo rồi, chỉ có nhất tâm giữ gìn duy trì quy Tam Bảo trọn vẹn đến trọn đời cho đến chết mà thôi, đồng thời cũng là lúc quy Tam Bảo bị đứt, bởi vì quy Tam Bảo theo pháp tam giới chỉ có hiệu lực trong kiếp hiện tại mà thôi. Đó, thì trường hợp này là trường hợp mà gọi là đức mà không có bị chê trách. Cái trường hợp thứ hai á, cái trường hợp thứ hai này là trường hợp mà đức quy mà đáng bị chê trách như thế nào? Thì ngài có phân tích tiếp là số người cận sự nam cận sự nữ đã quy Tam Bảo rồi, trong kiếp sống hiện tại do năng lực phiền não xui khiến cho họ từ bỏ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo để nương nhờ nơi đạo khác, đúng không? Hay là thậm chí không cần phải nương nhờ nơi đạo khác nữa, mà thậm chí là họ không có còn niềm tin nơi Tam Bảo nữa. Họ nói là giống như bữa nãy sư cô có nói vậy đó, có nghĩa là họ nói là không có Phật pháp tăng nữa, không có Phật có pháp tăng gì chân, không có sự giác ngộ, không có đời này đời sau, không có nhân có quả, không có thiện có ác, chết là hết, đúng không? Thì cái trường hợp này gọi là đã đức quy Tam Bảo, mà đức trường hợp này đáng chê trách, mà thậm chí gọi là đức mà còn mang tội nữa. Đó là hai trường hợp. Rồi riêng trong cái trường hợp mà đáng chê trách này nè, đáng chê trách này nè, nó lại phát sinh ra những cái trường hợp mà đặc biệt. Trường hợp này chắc phải tham khảo để Đức Hạnh Tuệ, là giống như bây giờ cũng muốn hỏi Đức Hạnh Tuệ là trường hợp như vậy. Dạ kính thưa Đức, giống như trong một cái trường hợp thứ nhất đi ha, ví dụ trường hợp mà cận sư nam cận sư nữ lễ bái dân cúng đến người thân quyến của mình là tu sĩ ngoại đạo, thì quy Tam Bảo có bị đứt không hay không ạ? Dạ, cũng xin để Đức Hạnh Tuệ giải rõ vấn đề này. Thì như là trong cái trường hợp tướng quân Si Ha đó, thì khi mà tướng quân Si Ha xin quy y với Đức Thế Tôn, thì tướng quân Si Ha có hỏi Đức Thế Tôn là sau này con nên cư xử như thế nào với các cái thầy ngoại đạo.
Đức Thế Tôn nói đó là khi xưa đó, trước đây ông đã cư xử với họ như thế nào, bây giờ ông vẫn cứ cư xử với họ như thế. Bởi vì những thầy ngoại đạo á, là đã nhờ ông để mà sống, cho nên là ông vẫn cứ nên cư xử như vậy. Tức là vị tướng quân Siha này vẫn có thể là cung kính, đảnh lễ, thậm chí đảnh lễ luôn, rồi cúng dường các cái vị ngoại đạo, nhưng mà vẫn không mất tâm quy. Bởi vì á, cái này là dựa trên cái tinh thần là kính trọng thôi. Chứ lúc bấy giờ tướng quân Siha không xem những cái người ngoại đạo như là cái nơi xứng đáng để mình nương tựa. Tại vì cái từ mà Bút Thăng Sa Năng Gách Cha Mí là tôi xin quy y Phật á, nếu mình dịch sát nghĩa nó là như vậy: tôi đi đến Đức Phật là nơi để tôi nương nương nhờ. Thì nếu như tôi xem Đức Phật là nơi nương nhờ thì đó là tôi quy y Phật. Còn nếu như tôi xem ngoại đạo là nơi tôi nương nhờ thì khi đó tôi quy y ngoại đạo, khi đó tôi mất sự nương nhờ nơi Đức Thế Tôn. Tương tự như vậy thì mình cho dù người thân quyến thuộc của mình có đi theo một cái đạo nước nóng sôi nào đó mà mình tới mình chào mình đảnh lễ thì vẫn được bình thường. Nhưng trong tâm của mình á, mình phải xác định rõ tôi nương tựa ai, tôi có nương nhờ người này hay không. Nó có một cái điểm nó rất là nhạy cảm như vậy nè, là ở trong nhà mình á, thường lúc nào cũng có ông địa ông thần tài ha. Thì nếu như á, mà mình cũng thắp nhang, mình cũng xá ông địa ông thần tài bình thường không vấn đề gì, nhưng nếu như á, mình nương nơi ông địa ông thần tài thì khi đó là mình đức tâm quy. Dạ cũng xin hỏi đây Đức tại thêm cái vấn đề này kế tiếp. Đức là giống như trong một trường hợp cận sự nam cận sự nữ lễ bái giống như Đức vua hay là những cái người mà quyền quý đó, ở quốc độ đó, quyền quý có quyền lực trong tay thì cũng có gọi là bị Đức quy tam bảo. Nó có cái trường hợp như vậy, là nếu như mà mình gọi là mình phải lễ, rồi mình phải, nói bây giờ là mình phải nương tựa nơi ông vua chứ nha, mình phải nương tựa nơi ông vua chứ không không nương tựa nơi ổng chém đầu mình sao. Và cũng giống như bây giờ mình ở nước Việt Nam là mình phải nương tựa theo cái luật pháp Việt Nam, nương tựa theo những cái người mà mang cái trách nhiệm là dẫn đầu đất nước, mình phải phụ thuộc vào cái vị đó chứ. Tức là nói theo một cái cách nào đó là mình phải nương nhờ họ để họ bảo hộ mình, họ bảo vệ mình, và như vậy thì có đức tâm quy hay không. Nói như vậy, một cái là sự nương nhờ về cái mặt vật chất, và một cái là sự nương nhờ về mặt tâm linh. Mình cần phải phân biệt như vậy chứ. Còn bây giờ con cái nó phải nương tựa vào mà cha mẹ nó đó, con cái phải nương tựa cha mẹ nó để cha mẹ nó chu cấp cho nó, nuôi nó thương yêu nó, thì con cái phải nương tựa cha mẹ chứ. Tức là họ có thể nói là tôi đi đến cha mẹ là nơi nương nhờ, tại vì cha mẹ là nơi nương nhờ của tôi. Nhưng mà đó không phải là nơi nương nhờ tâm linh, mà chỉ là nơi nương nhờ vào vật chất, vào cái sự sinh sống. Cho nên là chúng ta phải phân biệt cái đó. Dạ kính thưa quý vị, Đức Thanh Tại rất là khéo léo khi mà trả lại hai câu hỏi này, tại vì riêng cái câu hỏi mà sư vừa hỏi thưa quý vị, câu hỏi là liên quan đến vụ đức vua hay là những người trong cái quốc độ mình có quyền thế, thì mình ví dụ mình có lễ bái, lễ bái những người uy quyền như vậy có đức không, thì Đức Thanh Tại trả lời rất khéo léo, rất là đúng trong tinh thần thưa quý vị. Bởi vì rõ ràng là trong tài liệu ngạn phần tài liệu của ngạn pháp cũng có nói rõ, bởi vì dù người ấy lễ bái đức vua, người có uy quyền trong một nước quy tam bảo vẫn không bị đứt. Dạ, mỗi người dân đều nương nhờ đức vua, phải kính trọng và biết ơn đức vua vậy. Tại vì Đức Thanh Tài cũng có nói rõ chi tiết đó. Nếu quý vị cứ nghĩ là mình không có nương nhờ đức vua thì coi chừng tính mạng mình cũng khó mà giữ. Và dạ, cũng xin hỏi để Đức Thanh Tài thêm cái vấn đề mà đức hay không đức thôi nữa. Dạ. Thưa Đức là nếu mà trong trường hợp á mà cận sư nam cận sư nữ á cúng dường đến chư thiên và cầu xin chư thiên hộ trì cho mình đó, thì có được gọi là đức quy tam bảo không? Cái này nó khó.
Tại vì mình cũng phải, trong trường hợp này mình cũng phải xem là mình có cái này á, giống như thứ nhất là giống như cái sự nhờ vả, hay là mình xem chư thiên là cái nơi nương tựa về mặt tâm linh. Cái sự nhờ vả nó giống như vậy nè, là bây giờ mình đi ra ngoài đường, mình đưa tiền cho bác xe ôm, nhờ bác xe ôm chở tôi đi đến cái chỗ kia, thì nó cũng không khác gì đến cái chuyện mà mình cúng dường chư thiên rồi. Nhờ chư thiên cho tôi thuận may, làm ăn may mắn, cái tính chất nó cũng y như nhau. Nhưng mà mình có xem cái vị trời đó, đó là nơi nương tựa về mặt tâm linh hay không, có nên có xem vị trời đó là vị thầy hay không, từ đó mới quyết định mình rất tâm quy chứ. Thì xin trả lời như vậy. À, kính thưa đến thưa quý vị, riêng bản thân sư thì sư cũng tán thán để Đức Hạnh Tuệ rất khéo léo và trả lời rất đúng chân tinh thần mà kinh điển thưa quý vị. Riêng về cái khoản mà đúng là như là cái câu hỏi mà sư có hỏi đây Đức đó, là vấn đề mà khi mình gọi là cúng dường đến chư thiên hay xin chư thiên cầu xin chư thiên hộ trì cho mình đó, thì chúng ta phải như để Đức Hạnh Tuệ giải thích đó, và chúng ta cũng quay về cái gọi là công thức gốc đó, có nghĩa là cái nơi quan trọng, cái nơi tâm mình đó, không cái tâm mình đó, là mình lúc nào phải mình có đức tin nơi Phật bảo, Thất bảo, Tăng bảo, rồi mình làm những cái điều kia là chỉ là nương nhờ thôi thì không có đức. Nhưng mà nếu mà sư xin quay lại cái câu hỏi, một câu hỏi ngày hôm qua nha, cái vấn đề hôm qua mà sư kể là sư đến một sư đi cùng với sư bạn sư đến nhà của vị Phật tử đó, vị Phật tử đó, đó là có một cái đạo tràng tâm linh của mình. Khi mà sư đến đó, là cái người mà đang giảng pháp đó mới tự nhận mình là Nga Na Đa nhập vô, Đa nhập vô, thì mấy người kia mới cung kính lễ bái này nọ các kiểu đó, rồi cũng giảng pháp, ngày giảng pháp Đức Phật mà giảng chất quốc, giảng rất là sai. Thì sư thưa quý vị, thì nếu mà trường hợp quý vị gặp những trường hợp nào mà có thánh thần nhập vô các kiểu này nọ đó, mà quý vị mà xem cái vị đó, đó là nương tựa cho mình, quý vị không có còn niềm tin nơi Phật bảo, Bảo Tăng Bảo, thì thưa quý vị thì cái trường hợp đó là quý vị bị đứt tâm quy rồi. Mà Đức Hạnh Tuệ cũng đã khéo léo trả lời câu hỏi này, cũng xin một lần nữa cũng xin tán thán những cái câu hỏi để trả lời rất là đúng và rất là phù hợp với trên tinh thần kinh và luật mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Dạ, em xin kết thúc cái Nhắc tới cái trường hợp này đó, thì bây giờ này Đức thường suy nghĩ cái trường hợp như vậy. Khi mà đêm của Đắc Phá đó chia rẽ tăng đoàn đó, tách ra làm đôi, thì có 500 vị tỳ kheo thì đi theo đủ Đắc Phá, nương tựa ngay đêm của Đắc Phá. Thì như vậy đó, đối với trường hợp 500 vị tỳ kheo này có bị đứt tâm quy hay không? Thưa Đại Đức, thưa quý vị, riêng cái trường hợp này nè, chúng ta phải suy xét như vậy nè, là khi mà nói về mà khía cạnh mà đức tâm quy đó, là một khía cạnh mà gọi là nội tâm, khía cạnh nội tâm, tại vì nó thì nó tại vì ở đây là khi mà nói là quy tâm bảo là nó hướng về cái nền tảng là đức tin, tin chính tích tức chính là tâm sở tín, có niềm tin. Mà một khi đã nói về cái trạng thái niềm tin đó, thì nó rất là trừu tượng, và nó lúc nào nó khía cạnh tâm đó, nó đều có hai, gọi là hai khía cạnh. Giống như này, Đức Hạnh Tuệ đưa ví dụ mà những cái vị đi theo mà đi theo Địa Bàn Tát, thì ở đây sư bản thân sư có hai câu trả lời là gì, là trong cái hội chúng ở 500 vị đi theo đó, cũng có thể là có người, họ nương tựa, có nghĩa là họ họ mất niềm tin hoàn toàn ở Đức Thế Tôn. Họ nương tựa Đức Bà Đắc Tá để làm cái bậc đạo sư của mình, và cũng có một một số vị là do vì cái đôi khi cái sự si mê, không đôi vị sự si mê có nghĩa là cái kiến thức á, nghe nó quá non nớt, đôi khi mới bước vào đạo thôi, không phân biệt đâu đúng sai, mà cứ nghe qua, cứ cứ nghe thoáng nghe qua, cái đi theo Đức Bà Đắc Tá, ví dụ bây giờ đi theo để có ăn, có mặc, có danh vọng, tại vì lúc đó là phải hiểu cái giai đoạn á, mà Đức Bà Đắc Tá mà chia rẽ tăng đoàn á, là được vua Ajatasattu, tức là vua A Xà Thế bảo trợ, cho nên về danh tiếng, về về quyền lực á, quyền lực mỏng lẫn quyền lực mềm á, rất là mạnh,
đó. Cho nên thấy có thể một số vị vì đôi khi không phải vì cái mất niềm tin ở Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo của Thế Tôn, đúng không, mà chỉ vì đôi khi chỉ vì một phút mà vì si mê thôi, đúng không, si mê vì ham danh, ham lợi, ham lộc thôi mày theo, chứ không phải vì đức cái đó. Cho nên trong trường hợp này cũng khó mà nói, chỉ có thể nói là tại vì khía cạnh tâm thức, cho nên cũng đối với suy nghĩ của sư Tường thì sư Tường nghĩ là cũng có người đức và cũng có người không bị đức. Dạ, cũng xin kết thúc cái câu hỏi, câu trả lời này. Tại vì á, nói như vậy nè, là khi mà 500 vị tỷ kheo này về á, nếu như mà sư nhớ nó không có nhầm á, là 500 vị tỷ kheo này là phải bị trú á. À, tức là mình tương đương với là cái tội mà tăng tàng á, tức là phải phải sám hối và sau đó có một cái thời gian để thử thách, thì cái tội này nó cũng tương đối là nặng á. Và ở trong luật tỷ kheo thì cái tội mà xu hướng theo cái bị chia rẽ tăng đoàn cũng là một cái tội nặng. Thì như vậy á, nó đi đến một cái khía cạnh là nếu như mình đi theo một cái vị thầy ngoại đạo mà vị đó vẫn nhận mình là theo Đức Thế Tôn, nhưng mà vị này tà kiến, tức là ví dụ như vị thầy này tự nhiên là chia ra mình có tà kiến, mình dạy đệ tử, thì đệ tử họ tưởng nha, họ tưởng là mình tưởng theo Tam Bảo, nhưng mà cái đối tượng mà nương nhờ đó lại có bao hàm vị thầy này nữa, mà vị thầy này lại có tà kiến. Thì như vậy với cá nhân của sư thì cái tam quy của những người đi theo này nè, nếu như nó không đích hẳn thì nó cũng bị tổn thương. Chính bởi vì như vậy á, một số vị sau khi mà thoát khỏi cái lưới tà kiến của cái vị thầy cũ á, mà họ đi tìm được cái chánh pháp, mà họ có nhu cầu quy y lại, thì bây giờ sau khi mà Đại Đức Tuệ Tường nghe vấn đề á, thì bây giờ sư thấy là nó nên, tại vì trước đó đúng là họ quy y là quy y nó Tam Bảo, nhưng mà họ có nương tựa nơi cái vị thầy tà kiến đó nữa, cho nên là kiểu gì thì cái tam quy của họ vẫn sẽ bị tổn thương, cho nên là cần phải quy y lại. Không biết là cái này Đại Đức Tuệ Tường có đồng ý quan điểm hay không? Dạ, kính thưa Đức, Đức là giải thích thì nó cũng rất là phù hợp, bởi vậy Đức dẫn chứng cái vấn đề mà các vị sau khi các vị về, các vị về vẫn Đức Thế Tôn vẫn cho cái tội bị trú, đó là một cái tội trọng. Nhưng mà ở đây khía cạnh này thì mình phải hiểu là giống như là tại vì ở trong tầng luật có một cái câu chuyện như vậy nữa này. Mấy câu chuyện như vậy là cái câu chuyện nó không thể nào sửa đổi luôn. Là một vị tỳ kheo, có nghĩa là một vị tỳ kheo mà trước đó là đi theo ngoại đạo, sau đó xuất gia thành tỳ kheo, rồi xong học tập điều học từ thầy của mình, nhưng mà rồi lại cãi thầy mình. Thì cái chi tiết ở cãi ở đây thì từ cái nói chung thôi, cũng không có biết rõ chú giải là cãi như cụ thể thế nào, chỉ nói là cãi rồi xong đó cái vị đó mới hoàn tục, mới đi theo ngoại đạo, rồi sau một thời gian cái vị đó lại trở về sinh tu. Thì cái trường hợp này Đức Phật ngài nói là trong 11 cái hạng người, nhé, trong số 11 hạng người thì không có thời gian không kể ra, thì cái hạng người mà quay như vậy đó, kiểu như vậy đó, thì không được tu nữa, nó thẳng không được tu luôn dù sa di hay tỳ kheo. Mà nếu mà lỡ mà có ai không biết lỡ cho tu thì cái phẩm hạnh tỳ kheo cho dù có tu thì nó tự động nó cũng không thành tựu. Đó là cái trường hợp này cũng rất đặc biệt, nên phải cần cái lưu tâm. Tại vì khi mà nói đi theo mà ngoại đạo hay là bỏ cái điều học, không có bỏ cái điều học, nghĩa là không có theo điều học Thế Tôn, không niềm tin nữa, nghĩa là trạng thái không có niềm tin nữa, thì cũng cần phải suy xét là tùy theo cái cạnh. Còn cái trường hợp mà các vị đi theo mà phạm biệt chú thì có lẽ Đức Phật cũng
làm điều đó là các ngài này, các vị này, giống như Đại Đức nói thì cũng hoàn toàn đồng ý, có nghĩa là cái vị này là bị tổn hại về cái đó, nhưng mà Đức Phật qua cái điều này, Đức Phật cũng muốn đưa một cái điều luật để tránh tránh về sau có những cái trường hợp tương tự như vậy. Chứ Đức Phật không có áp dụng như cái trường hợp, như cái trường hợp mà cái vị tỳ kheo kia, có nghĩa là từ ngoại đạo đi đến tu, rồi tu xong rồi cải thì mình, cải thì mình đi ngoại đạo, ngoại đạo xong quay lại, thì trường hợp này nó không, nó không 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 có thể mà tu lại tu tu được nữa. Và có ai, ai có cho tu đi, ai có cho không biết, nghĩa là vị nào tỳ kheo nào, hội chúng tỳ kheo nào mà không biết cho tu thì cũng tự động không thành tựu. Cho nên phải hay, cần phải hay lưu tâm hai trường hợp này để có mình có cách uyển chuyển và mình hiểu rõ về cái vấn đề mà đức hay không đức. Tại vì khi mà mình đức á, mình đức phàm phu, mình đức quy y, đúng không? Mình biết là sai mà mình quay về, mình còn đường quay về, có nghĩa cái tội này không nặng nha, rõ rõ là không nặng. Mình đức đức mà không đến nỗi mình cái như gọi là tội tay trời á, đúng không, thì mình vẫn có thể nương tựa, là nương tựa lại quy tam bảo lệnh. Còn như trường hợp mình đức mà phạm tội tại trời đó, thì trường hợp này chắc không thể nào cứu chữa được. Là cũng xin kết thúc cái phần trả lời này. Thì xin bổ sung một cái một điều, đó là theo chú giải á, thì 500 vị tỷ kheo, tức là những cái vị mà đi theo Devadatta, là từ đó cho đến hết cuộc đời các vị này không còn gặp lại được Thế Tôn nữa. Đây có thể là do cái nghiệp của những vị này, cho nên là mặc dù đúng là cho nhận lại vào tăng đoàn ấy, nhưng có thể do nghiệp, cho nên là dù có muốn thế nào đi nữa thì từ đó cho đến cả đời là những vị này là không bao giờ gặp lại Đức Thế Tôn. Và Đại Đức Tuệ Tường cũng vừa mới nhắc thêm một cái trường hợp á, tức là mình từ ngoại đạo đi theo Phật, rồi từ đó là cải thầy của mình rồi lại đi theo ngoại đạo, thì nó có nghĩa là trong cái sự đức quy y, đức tam quy đó, nó cũng có cái nặng và có cái nhẹ. Cái nặng á là đức coi như là nó đứt đứt đuôi hẳn luôn, là mình không có cứu được, không có cách chi mà mình níu kéo lại được hết trơn, giống như cái người bị chặt đầu vậy đó, không có níu kéo lại được. Còn có những trường hợp mình đứt á, mà mình còn níu lại được, ví dụ như đứt tay đứt chân còn níu lại được, chứ còn đứt đầu là chết luôn. Cho nên là mình hãy cẩn trọng trong cái vấn đề là mình nương tựa ha. Cho nên nghe cái bài cái năm cái câu hỏi mà ở câu hỏi trước á, sư có nói một cái chi tiết, đó là trong khi mà mình còn tà kiến, mình chưa có chánh kiến thì hãy cẩn trọng, và sư rất là mong mỏi những vị này đừng có làm những cái gì mà nó triệt tiêu luôn cái đường lui của mình, tức là mình đào luôn cái gốc rễ của mình, là phải vô cùng cẩn trọng. Bởi vì một trong số những cái tội lớn đó là mình từ chối con đường tứ đế, tức là con đường đi đến sự chứng đắc các bậc thánh. Mà khi mình từ chối con đường đó đó thì mình không cách chi mình chứng được hết, dù mình có nguyện chánh giác, mình có tu bao nhiêu bao la mật đi chăng nữa. Mình tại vì sao? Tại mình đã tạo một cái nghiệp trọng, đó là mình từ chối con đường đi đến sự giác ngộ. Mà quý vị thử nghĩ, mình muốn đi giác ngộ mà mình từ chối con đường đi đến giác ngộ thì làm sao mình có thể giác ngộ? Cho nên là sư rất mong mỏi là chúng sanh trong cái dòng luân hồi, nếu lỡ có tà kiến thì còn trừ mình cái đường lui. Chắc có lẽ là tới đây thôi, qua câu hỏi tiếp theo. À quên nữa, còn như vậy mình còn một cái ý là làm sao để mà bây giờ làm sao để mình giữ vững cái quy y. Rồi xin mời để Đức Tuệ Tường. Xin thưa Đại Đức, xin thưa quý vị, thì vừa rồi á, vài phút vừa qua thì sư Đại Đức Hạnh Tuệ á, cũng có đã phân tích về khía cạnh gọi là thế nào mức quy y á, cho quý vị chia sẻ cho quý vị hiểu rõ đó. Thì chắc quý vị cũng hiểu rõ ha, cho nên là rõ ràng là vấn đề mà giữa cái gọi mà phạm năm giới mất quy y á, hai vấn đề là hai khía cạnh, hai cái phạm trù nó khác nhau. Cho nên cái nào ra đó, ví dụ mình phạm giới thì mình xin giới lại, nhờ vấn đề mình gọi là mình mất cái niềm tin để quy, tùy mức độ nặng nhẹ thì mình cần phải cần lưu tâm, tại vì nó nói quy rất là quan trọng thưa vị.
Và cái câu hỏi thứ hai á, là và con nên làm gì để bị giữ vững quy? Thưa vị, cái đặc tính á, cái đặc tính mà để đến nương nhờ á, quy á, đó là cái đức tin, cái niềm tin. Cái niềm tin ở đây nó chính xác hơn là cái niềm tin chân chánh. Cái niềm tin chân chánh. Thì quý vị đầu tiên á, quý vị á, để có niềm tin chân chánh á, thì quý vị phải cố gắng vun bồi cái nhân trí tuệ. Tại vì khi quý vị phải có cái nhân, cái trí tuệ quý vị, chánh kiến quý vị á, nó phải rõ ràng, nó phải sáng tỏ, thì quý vị phân biệt được đâu là tà tính, đâu là chánh tính. À, thì khi quý vị có cái niềm tin chân chánh rồi á, thì quý vị mới hướng tới quy, không? Mà để giữ vững quy á, thì quý vị phải giữ vững cái niềm tin này, cái niềm tin quý vị phải mạnh mẽ. Mà cái niềm tin cũng mạnh mẽ nè, mạnh mẽ như thế này nè, phải kết hợp cái gì? Phải kết hợp với chữ tu, quý vị, kết hợp với chữ tu, không? Là kết hợp với việc học pháp, hành pháp, và kết hợp với trí tuệ học, gọi là trí văn đó, trí văn, trí tư, có nghĩa là cái sự tư duy và pháp đó, và trí tu. Tu ở đây là, chính là có vẻ có thể là quý vị tu thiền samatha hay là thiền vipassana, tức là thiền chỉ, thiền quán. Đó là, và quý vị phải thực hành các thiện nghiệp giống như 10 phước nghiệp sự, không? Và ba cái loại phước nền tảng để trên cái đường giải thoát sinh tử luân hồi quý vị, không? Đó là phước bậc, phước đức, trí. Thì quý vị làm những cái điều đó, nó luân phiên, nó xuyên suốt, và làm ngay đi bây giờ, phải không? Làm liên tục không gián đoạn, thì cái điều, chính cái điều đó, và một điều quan trọng đó là thân cận bậc thiện trí thức. Giống như quý vị là thường xuyên quý vị lên nghe chương trình vấn đáp này, bởi vì biết bản thân quý vị lên nghe chương trình vấn đáp này, bởi vì khuyến khích họ hàng mình, những cái người mà có cái niềm tin đó, có cái nghe có hơi hướng niềm tin đảm bảo rồi đó. Đó thì những cái điều đó là suy nghĩ là sẽ giữ vững cái sự quy của quý vị. Còn khi quý vị á, chánh kiến quý vị đã hời hợt rồi, cái niềm tin quý vị đã hời hợt rồi, cái pháp học quý vị đã yếu rồi, đúng không? Thì mặc dù quý vị có quy y, quý vị nghe rõ nha, mặc dù quý vị có quy y đi nữa, thì với cái chánh kiến trí tuệ quý vị yếu, cái nền tảng pháp học pháp hành quý vị yếu, thì nó cũng dễ lung lay lắm. Tại nhiều khi lỡ quý vị có gặp những cái biến cố trong đời sống mình, không? Mà ai mà giúp đỡ quý vị á, ai mà giúp đỡ quý vị được trải qua cơn bi cực đó, thì quý vị dễ đi theo cái người đó lắm. Quý vị từ bỏ Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời này, và cũng mong để Đức Hành Tài bổ sung thêm. Tin tưởng là tôi rất là đồng ý với cái sự giải thích của Đức Đại Đức Tự Tường. Tức là khi mà mình muốn giữ vững cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo, mình cần phải có pháp học và pháp hành. Khi mà mình có pháp học và pháp hành thì mình sẽ đỡ rất là nhiều. Từ đó, đó cái niềm tin của mình nó cũng chân chánh. Và nếu như mình có gặp một cái khó khăn gì thì mình cũng sẽ không vì cái chuyện đó mà mình thay đổi niềm tin mê tâm. Chính bởi vì như vậy đó, những cái người mà sau khi mà tham dự xong cái khóa tu đó, thì sư tin là nếu như sau này mà họ có gặp những cái bất trắc nào đó trong cuộc đời mà có ai kêu họ cải đạo thì nó cũng sẽ khó hơn rất là nhiều. Bởi vì họ đã thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn và họ thấy được sự cần thiết, thấy được sự an lạc, bản thân họ tự thân chứng thể nghiệm và họ cũng biết được cái giáo lý đã giúp cho họ rất là nhiều. Cho nên là khi mà mình có được cái sự thực hành theo cái lời dạy của Thế Tôn thì mình sẽ giữ vững được cái tâm nguyên của mình ha, và thậm chí là sẽ phát triển. Bởi vì phát triển ở đây là khi mà mình thực hành mà đi đến sự chứng đắc đạo quả thì đương nhiên là sẽ đi đến sự vững chắc tâm nguyên, và từ đó trở đi là không bao giờ có sự lay chuyển nữa. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.
Yeah.